Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 11. Chúc các bạn khởi đầu ngày mới thành công và nhiều may mắn. Vâng, bây giờ chúng tôi xin bắt đầu chương trình Lào Cai ngày mới với những tin tức sự kiện đáng chú ý. Những tin chính có trong mục chuyển động ngày mới. Lào Cai phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới. Bố trí tái định cư cho 39 hộ dân tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Khoảng 743 gian hàng tham gia hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung 2017. Giai đoạn 2012-2016, Lào Cai đã bình chọn được 1.479 lượt người có uy tín tại các thôn bản trong toàn tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn hiện nay, thông qua chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình dự án khác đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Cùng với sự quyết tâm nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, có một phần đóng góp công sức của những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc toàn tỉnh. Thực tế cho thấy, đóng góp của người có uy tín được cộng đồng các dân tộc đánh giá cao và trân trọng ghi nhận. Nhiều việc làm được lưu truyền thành chuyện kể trong cộng đồng nơi họ sinh sống, được truyền miệng trong đồng bào, trở thành những hình ảnh đẹp, những tấm gương sáng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Họ là những người tiên phong tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Nhiều người đã trở thành gương sáng về xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan bố trí tái định cư cho 39 hộ dân đang sinh sống tại dãy nhà 3A, 5A thuộc khu tập thể công nhân Apatit cũ, tổ 31, 32, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Hai dãy nhà 5A, tổ 31 và 3A, tổ 32 thuộc dãy tập thể cũ của công nhân mỏ Apatit đã được xây dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Có nhiều vết nứt trên tường nhà và nền nhà gây nguy hiểm cho những hộ gia đình đang sinh sống tại hai dãy nhà này. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan bố trí tái định cư cho 39 hộ dân đang sinh sống tại dãy nhà 3A và 5A có nguy cơ sập cao tại khu vực trạm y tế cũ Apatit đang không sử dụng với diện tích một lô khoảng 60m². Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm rà soát chi tiết thực trạng, tài sản, hộ khẩu của từng hộ dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện khu tái định cư trên. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung 2017 với chủ đề Hội nhập, hợp tác cùng phát triển sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, thành phố Lào Cai. Đây là lần thứ 17 Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung 2017 được tổ chức luân phiên nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc và các nước tham gia có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh, khai thác thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Hội chợ năm nay có quy mô lên tới 743 gian hàng với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp của nhiều nước. Đặc biệt, hội chợ năm nay có sự tham gia của 73 gian hàng đến từ nước vùng lãnh thổ thứ ba như Lào, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, hứa hẹn đem đến nhiều điểm nhấn mới mẻ, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Theo khảo sát trong năm nay, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai cần vay vốn để mua sắm gần 3.600 máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chi cục Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Lào Cai đã tổ chức khảo sát các cơ sở kinh doanh máy nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt được lượng tiêu thụ máy, giá cả và chủng loại máy được người dân tin dùng, ưu tiên cho vay vốn mua các loại máy, thiết bị phục vụ khâu làm đất và khâu chế biến, xây dựng và ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục vay vốn để các tổ chức cá nhân nắm bắt và đăng ký vay vốn. Theo đó, mức vay bằng 100% giá trị hàng hóa và được nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% trong năm thứ 3. Đây có thể xem là cơ hội lớn để người nông dân và hợp tác xã đang thiếu vốn dễ dàng tiếp cận vốn vay, đầu tư mở rộng phát triển sản xuất. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua chương trình này đã thành lập thêm 8 câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp. Để có kết quả này, ngay từ đầu năm 2017, toàn bộ các cơ sở hội trong tỉnh đã đăng ký với cấp ủy chính quyền, thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực phù hợp, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương và có những hoạt động cụ thể để hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí gia đình 503 sạch. Trên cơ sở đăng ký như vậy, hội phụ nữ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới,
đặc biệt là đã thành lập thêm 8 câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp với 236 thành viên tham gia, nâng tổng số câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp của tỉnh lên 609 câu lạc bộ với trên 20.000 hội viên tham gia. Kết quả này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 năm 2017, Đoàn Thanh niên Phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tuổi trẻ với pháp luật. Tại buổi sinh hoạt có sự tham gia của gần 100 đoàn viên thanh niên thuộc Trường Trung học Phổ thông số 1 Lào Cai, Trường Trung học Cơ sở Hoàng Hoa Thám và Câu lạc bộ Thanh niên Công sở. Trong buổi sinh hoạt, thông qua các tiểu phẩm, mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh đã đưa ra cảnh báo về bạo lực học đường, cùng trao đổi các kiến thức pháp luật thông qua hình thức hỏi và trả lời. Câu lạc bộ Tuổi Trẻ với Pháp luật của Đoàn Phường Cốc Lếu là đơn vị chọn chỉ đạo triển khai hàng năm của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, từng bước nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng kinh nghiệm cho các đoàn viên thanh niên để có thể vận dụng pháp luật vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng chấp hành pháp luật. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày và đêm mùng 9 tháng 11 năm 2017. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng núi cao, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa mây thay đổi, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Tiếp theo chương trình trong mục ống kính góc rộng, thắp lửa khởi nghiệp cho thanh niên ở vùng cao. Cổng làng, biểu tượng của tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới của nhiều địa phương ở Lào Cai sẽ có trong mục Nét đẹp cuộc sống. Phần cuối chương trình, trong mục ấn tượng ngày mới, mời các bạn cùng tìm hiểu về kỹ thuật tạo hình thổ cẩm bằng sáp ong của người Mông ở Sapa. Thời gian gần đây, cụm từ khởi nghiệp đã trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ tại khắp các địa phương. Tuy nhiên, đối với vùng miền núi, biên giới, câu chuyện khởi nghiệp vẫn còn là vấn đề khá mới và gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, để nuôi dưỡng tạo điều kiện cho giấc mơ lập thân lập nghiệp của người trẻ trở thành hiện thực, rất cần sự quan tâm từ nhiều phía, tháo gỡ những khó khăn hiện có, thắp lửa khởi nghiệp cho thanh niên vùng cao. Sa nhân tím đang là loại cây giảm nghèo chủ lực của người dân xã Thảo Chư Phìn, huyện Simacai, và anh Giàng Xeo Quang, thôn Xín Pao Trải là một trong những người đầu tiên mạnh dạn đầu tư phát triển trên quy mô lớn và thành công với loại cây trồng này. Từ năm 2012, sau khi được xã cho đi tham quan học tập mô hình trồng cây sa nhân tại huyện Bát Sát, anh Quang đã bắt đầu trồng những gốc sa nhân tím thử nghiệm đầu tiên. Phù hợp với khí hậu và chất đất, sa nhân tím phát triển rất tốt và nhanh cho quả. Năm 2017, vườn sa nhân khoảng 4.000 m2 của anh Quang cho thu hoạch trên 180 triệu đồng. Từ trước đến giờ bà con nông dân ở đây thì chưa có ai trồng được những cái sản phẩm này, hiệu quả cao. Hiện nay thì mới mang về trồng cái này cũng có hiệu quả, mà giấy chăm sóc, giấy sống, giấy trồng không mất đầu tư nhiều. Mong muốn tôi là mong làm sao là cái cây sa nhân này sẽ mang lại hiệu quả cho bà con nông dân ở thôn ở làm. Mô hình trồng cây sa nhân tím của đoàn viên Giàng Xeo Quang chỉ là một trong hàng trăm mô hình khởi nghiệp của thanh niên ở Lào Cai. Mặc dù có nhiều hạn chế về điều kiện, song nhờ nghị lực và quyết tâm vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, rất nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn mở ra nhiều mô hình mới và đạt được thành công. Nhưng nhìn một cách tổng quát, câu chuyện khởi nghiệp, phong trào lập thân lập nghiệp của thanh niên vùng cao vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Sau hơn một năm ra ở riêng, anh Chảo Láo Tả quyết tâm đầu tư lớn để phát triển mô hình chăn nuôi dê. Nhưng dự định chưa kịp thành hiện thực thì do ảnh hưởng của cơn bão số 6 cuối tháng 8 vừa qua, toàn bộ ruộng lúa của anh Tả đã bị vùi lấp hoàn toàn. Chưa kể đến đầu năm nay, gần như toàn bộ diện tích ngô của gia đình anh cũng thất thu hoàn toàn vì hạn hán. Không có nguồn thu nhập, lại lo lắng bởi những rủi ro do thiên tai gây ra, anh Tả đã tạm gác giấc mơ khởi nghiệp của mình để lo cái ăn trước mắt. Trại nhà em có 8 bao thóc thì chắc ăn đến Tết. Ăn hết số này thì tiếp theo thì
trong gia đình thì cũng không chỉ biết là đi làm được bao nhiêu thì lấy bao nhiêu về phục vụ gia đình. Em cũng lo lắng như thế, vì như thế cho nên là em cũng chưa mạnh dạn đầu tư. Đa phần thanh niên vùng cao Lào Cai đều chọn khởi nghiệp từ nông nghiệp nên chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế vốn có thường khá hạn hẹp nên những thất bại ban đầu dễ khiến thanh niên vùng cao nản chí. Có nhiều người thay vì phát triển các mô hình kinh tế do bản thân làm chủ, lại lựa chọn con đường đi làm thuê, lấy công trang trải cuộc sống hàng ngày. Cũng từng muốn đi làm nhưng mà vì việc nhà mình phải đảm nhiệm việc trong nhà để duy trì trong nhà nữa, mình ra ngoài làm thêm rất khó. Nhưng mà muốn để trong nhà mà làm ở trong nhà thì mình cảm thấy làm giàu thì cũng thấy khó, mà đi ra ngoài làm thuê thì cũng có cái khó của riêng của nó. Thực tế, phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ tại một số địa phương vùng cao vẫn còn thiếu lửa, chưa đủ sự quyết tâm, nhiệt tình cần thiết để tạo sức bật đưa đến những chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế. Do vậy, hỗ trợ phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, thắp lửa cho phong trào khởi nghiệp của thanh niên vùng cao đang là một vấn đề cần được quan tâm và có hướng giải quyết hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, diện mạo nông thôn khởi sắc, đường làng ngõ xóm khang trang sạch sẽ là những điều dễ nhận thấy ở nhiều thôn làng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Và tô điểm cho bức tranh tươi đẹp đó không thể không nhắc đến cổng làng. Cổng làng có hầu hết các làng quê bởi nó là hồn cốt, biểu tượng cho nếp sống và tinh thần đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới của người dân địa phương. Xã Quang Kim, huyện Bát Sát có 18 thôn bản với dân số hơn 6.000 khẩu, đồng bào dân tộc Dáy chiếm 70%. Bằng sự quyết tâm, sự đoàn kết của chính quyền và nhân dân toàn xã, năm 2013, Quang Kim đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Lào Cai về đích nông thôn mới. Nằm trong danh mục kết cấu hạ tầng của xã, hầu như thôn nào cũng đều xây dựng cổng làng. Với phương châm xã hội hóa và dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, nên các thôn trên địa bàn xã đã huy động được tối đa kinh phí cũng như công sức để xây dựng cổng làng. Trong những năm qua, thì đặc biệt đối với trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thì Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã cũng đã triển khai cho tất cả các làng có cái địa điểm cũng như có cái thuận lợi để tạo một cái cổng làng. Thì xã cũng hỗ trợ một phần kinh phí và sau đó thì nhân dân cũng tham gia xã hội hóa, đóng góp cùng để xây dựng cái cổng làng. Và một cái ý nghĩa quan trọng đó là cổng làng còn mang tính chất riêng biệt của một dân tộc riêng của làng thôn bản đó. Đối với các cái thôn ở ngoài có dân tộc Kinh nhiều thì cổng làng thì trang trí mang tính chất khác. Còn đối với cái làng mà có dân tộc thiểu số thì cái việc trang trí lại theo cái hình khuôn mẫu của thôn của có người dân tộc thiểu số. Cổng làng được xem như bộ mặt, là hồn cốt biểu tượng cho nếp sống cốt cách của người dân sống trong làng, luôn mang trong mình chức năng chỉ dẫn đối với những người ở địa phương khác đến. Tại xã Quang Kim, cổng làng mỗi thôn đều có thiết kế khác nhau, nhưng vẫn không nằm ngoài những giá trị tốt đẹp ấy. Cổng làng cũng có những cái tác động để trong việc xây dựng nông thôn mới, đó là cũng tạo cái đồng bộ cho xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nói chung và một cái kết cấu cơ sở hạ tầng của thôn bản đó nói riêng. Và từ đó cái ý thức của nhân dân cũng sẽ quý trọng cái cổng làng đó và thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, rồi là tạo cảnh quan môi trường để phục vụ cùng với cổng làng, phục vụ tăng thêm cái vẻ đẹp của thôn mình. Trong thời đại mới, trong không khí toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thì những cổng làng tại xã Quang Kim cũng như nhiều thôn quê trên toàn tỉnh Lào Cai không còn mang dáng dấp của cổng làng truyền thống nữa. Không xây dựng công phu với những bức phù điêu hay chạm trổ hoa mỹ, nhưng cổng làng hôm nay tại các xã nông thôn mới lại mang trong mình vẻ đẹp của tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư. Chính vì thế, cổng làng dù có thay đổi về kết cấu hay vật liệu,
nhưng nó vẫn là niềm tự hào của mỗi người dân đối với thôn bản của mình. Ở trong xã có rất nhiều cổng chào của công đoàn, cổng chào của xã có 3 cổng chào. Riêng mà tôi cảm thấy cũng rất là tự hào. Mỗi làng qua có cái cổng chào mà to và là lớn và là hoành tráng. Từ đó nhân dân mà tự giác nhiều hơn. Không chỉ xã Quang Kim, huyện Bát Sát, người dân mới nhận thức được giá trị của cổng làng trong đời sống. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, những xã đang ra sức phấn đấu về đích nông thôn mới đều nhận thấy ý nghĩa to lớn của cổng làng vì nó ẩn chứa vẻ đẹp cho tinh thần đoàn kết trong xây dựng và phát triển quê hương. Thưa anh ạ, ngoài việc sản xuất nông nghiệp thì đồng bào dân tộc Mông còn có thêm rất là nhiều nghề thủ công khác như là nghề đúc đồng, chạm bạc, thêu hoa văn thổ cẩm và đặc biệt là hoa văn trên vải của người Mông đã diễn tả về thiên nhiên và thế giới đầy sống động của dân tộc mình. Vâng, đúng vậy. Và những tác phẩm của họ có những hoa văn mang tính thẩm mỹ riêng. Nó được truyền từ đời này qua đời khác và luôn được giữ gìn, chị Thanh Hoài ạ. Vâng, đúng như vậy thì anh ạ. Và người Mông Sapa thì có 3 kỹ thuật cơ bản để tạo ra các hình hoa văn trang trí cho trang phục. Và mỗi kỹ thuật có những ưu nhược điểm riêng, có những cái khó khăn nhất định. Nhưng dưới đôi bàn tay khéo léo tài hoa của người phụ nữ Mông Sapa thì kỹ thuật dù khó khăn đến đâu, họ cũng tạo nên được những tác phẩm tuyệt vời. Vâng, và trong đó thì phải kể đến kỹ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong. Và kỹ thuật này thì đòi hỏi người phụ nữ Mông phải thật tinh tế, sáng tạo và có tính thẩm mỹ. Và ngay sau đây thì xin mời chị Thanh Hoài và quý khán giả sẽ cùng đến với Sapa để hiểu hơn về kỹ thuật tạo hình thổ cẩm bằng sáp ong của đồng bào Mông nơi đây. Tới đây, chương trình Lào Cai ngày mới của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sợ là làng thì bà ấy bảo rằng là cái sắp ong này là một nghề truyền thống ở trong cái làng Cát Cát này thì chỉ có vài người già ấy thì người ta mới là làm được thôi. Trong cái sắp ong này ấy, thì người ta lấy về thì người ta đun lên thế xong người ta có một cái bút vẽ vào vải này thì là theo cái đường nét của sợi vải thì người ta cứ thế là người ta vẽ. Thế nhuộm chàm xong thì cái sáp ong này nó vẫn còn ở trên vải. Thế sau đó là người ta đem cái vải này đem luộc nó lên thì cái sáp ong này nó sẽ trôi ra hết thì còn lộ lại hình vải trắng. Thì đó là cái hoa văn của người ta.